chở đưa ông chở. Thôi rồi. Không ngồi đi, được chưa? Được rồi. Đi vào giữa khung hình rồi. Bình như này lại phêu à? Mây che hết mặt trời đó. Đây là cây phong ba. Trên đảo rất nhiều cây phong ba với cây bằng vuông. Đẹp thế. Ngồi đúng là gió biển nó thốc lên. Các bạn là bái rồi chị anh ngồi á, đứng cao lên là chị để đấy chị đứng đấy. Ngồi trước đi em, bảo anh ngồi trước. Đấy, nhìn em có vẻ đẹp đấy. Có con iPhone 5 rồi. Đúng rồi, vớ được cái cổ vật này. Cổ vật này nó phải 3.000 năm tuổi rồi. Chắc thật. Đấy, đẹp đấy. Quay mặt lại nhé chị nhá. Đấy. Nóng quá. Rồi. Hết nồng vì nghệ thuật. Đây rồi. Xem đây. Hay là ra chỗ nắng này thì dùng khăn. Thuốc chỉ muỗi. Thuốc chỉ muỗi của Thúy. Nhiếp ảnh thì đã. Run. Chị Thanh em vào. Gì đâu. Nó biết chụp hình. Nó vớ được cục gì ở trong bãi cỏ này? Không, bãi này đẹp mà không quay. Xe là cứng quá. Vòng. Trời ơi, nhìn biển kìa, xanh. Úi giời ơi, đã chưa. Xa thành phố Đà Nẵng. Đây. Đây là thành phố Đà Nẵng. Đấy, xa đấy. Rồi, tiếp tục đi. máy điện. Rồi, chỗ này sướng chưa? Tuyệt vời. Quay công quay là 3 củ, công chụp ảnh là 2 củ rưỡi. Vui là cũng đến lúc tàn. Tạm biệt đảo Vía. Lại đi về đảo lớn. lại cho anh đôi dép nhá. Để lại cho anh đôi dép nhá. Người nước biển thì để lại cho đôi dép. Cái sóng nó đánh hết người ra. Chắc hơn đấy. Rồi đẹp thế này mà không nhảy xuống thì hơi phí. Không lội xuống thì phí tiền. Ôi là chị Thanh này, chị có nhìn được cái tượng kia không? Tượng ở mãi xa cái thẳng kia không? Ở Quảng Ngãi đấy. Đen đen đấy. Đấy cái tượng đen đen đấy đây. Thẳng cái này, thẳng tay đây. Con mắt mấy cái bà là kém nhỉ. Làm gì có cái gì chỉ mỗi núi thôi. Ông tưởng tượng thôi. Nó đuổi còn mắt. À kia gì? Nó đuổi vàng ạ. Cái này thì dạ, có, vâng. có. À đúng rồi. Đằng này thì là núi, cái này gì? Đấy. Rồi. Cái tượng ở cái cầu cổ lũy đấy. Có. Rồi, nhìn to vậy. Cái đàn cá kìa. Lemo. Rồi. Tôi thấy cảnh này thật quen thuộc. Hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Cái này khác bạn nha, cái này khác bạn nha. Đấy, qua bên mình lên đấy. Rồi, tình hình cái đảo lớn này nghe chừng còn giàu này nhỉ. Hơi sầm uất thế này. Trung tâm. Đây cô. Trung tâm huyện đảo. Cô các cháu cái cháu mà đi xuống là trung tâm. Dạ, ở đây mà mỗi lần bão vô sợ lắm chị. Dạ. Ở đây do cây cối nó ít, thứ nhất sát biển là gió lớn lắm. Dạ. Trên đây cũng toàn nhà cao tầng như thế này. Kiên cố. Nói chung nhà chắc chắn này là không sợ. Sợ sóng thần. Dạ, đúng rồi, chị nơi chắc cũng sợ sóng thần thôi. Hôm qua ở cái chỗ cái trường ở tiểu học ở đây hay cái gì nhỉ? Có cái cây phượng Tuấn Hoa là hoa. Đúng rồi. Hình như trong đấy là đường này. Đường này đúng rồi. Đường này xin lên có cái bàn cái phượng đẹp lắm. Tí ấy nào. Nó có đến đây chụp ảnh đi. Nói cho ba lần chụp ảnh. Thôi giờ đi ăn đấy. Đi ăn tí về. Chương trình chụp ảnh chương trình sau. Mệt lắm. Ăn làm việc của ăn mà chú làm việc của chú. Hai người khác nhau. mà không cây nào đẹp bằng cây này. Cây này đẹp thật. Hôm nay ở Lý Sơn có cây đẹp. Vâng. Nhất định là phải phượng Lý Sơn. Mang tới thành phố hoa phượng đỏ mà vào đây vẫn còn phải khen ở Lý Sơn được khen. Cái cây nó đẹp lắm. Đấy tí nữa mọi người đẹp. Muốn chủ phòng thì về phòng. Nói chung là vào trong này chỉ có hoa giấy là nhiều nhỉ. Đây hồi xưa kêu quay giấy không chị. Vì cũng có sân vận động rộng phết đi. Đây là cây hoa phượng đấy á. Hoa phượng trong trường này. Trong trường. À đây. Hoa rực rỡ luôn đấy. Mà nó lại thấp chứ. Đẹp đẹp. Cây đã đẹp nhất Lý Sơn luôn đấy. Đẹp thật. Nếu cây bình thường cái thì thử gì. Hôm nay là các cháu thi đấy. Dạ đúng rồi, hôm nay là các cháu. Chắc tỷ lệ ở đây ít á nhỉ. Ít các cháu. Ô 22 vạn dân đấy bà. Nhiều lắm. 2/3. 2/3. Dạ. 2/3 chứ hồi 22. Ừ, 2/3. Đây là bé có 400 người. Dạ. Đắt không nhỉ? Dạ đắt. Bán này giá cao lắm. Du lịch. Khu này cho biết vuông là tầm 3,5 tỷ á. Mấy? 3,5 tỷ. 100 mét vuông là 3,5 tỷ. Dạ, 35 triệu mét. 35 triệu. Dạ. 35 triệu mét. Cơm đại hàng này. Cơm hay sáng đại hàng. Nhà hàng. Mày để cho bọn chính đi. Cô bay nhá. Cứ gọi đi, bay. Cứ gọi đi. Chị ai đây? Ai đây? View gì ấy, hả Chấp? Không nói chuyện bố. Không nói chuyện bố à? Ôi giời, bố con đi. Người ta này tình cảm nó đi lên như này, đi xuống đây. Đi chơi để xích lại gần nhau, hôm nay là ngày gia đình. Ui! À đúng rồi, hôm nay là ngày gia đình đấy. Ngày gia đình ấy, nên là... Ui giời, đẹp thế, nhìn này. View, đây là view cấp cứu. Giỏi. Hìn hò, view nhà thương của... Let's go. Dạ. Đấy. Đây cho quay đường xá đây Đồng Thanh đây là chiều dưới chiều 6 là một phòng đẹp nhất chiều 650 phòng thôn nhà bỏng dính. Không qua hả? À. Mầm non ăn à, đi rừng lư. Tỏi, hành tỏi này, hành tỏi. Ở bên này có nước phun rồi. Ra đường ra đảo. Đó, cái lưới nhìn ra cái màu đấy. Nước nên là nó làm được, nó trồng được. Bên đảo bé kia không có nhỉ, nên là bà con phải đợi. Đây, hành tỏi là trồng xét canh với này màu mã luôn. Đấy. Sừng ếch. sởi được của nó đấy chứ. Anh ra chỗ ngồi nó mát. Đấy, còn ai không chụp thì đứng lấp vào đằng sau kia. Gió phần vật luôn. Đây là đúng cái mũi. Nghề đây là này. Ôi đẹp chưa? Đứng ở dưới bóng râm này này, chụp lên lên cái lóc này. Nó cái quầng. Đứa nào nó đuổi chạy nhá. Hello. Ha, có cái đồ gì đấy ở nhà. Gia đình nhà mình nha là đang ở mốc A10 cơ sở ấy. May thành viên trong gia đình nhà thiếu mất một thành phần rồi, hơi bị tiếc. Đứa nào mà xem được cái clip này thì thấy buồn đó. Đấy, chuẩn hơn đấy. Mà phải chuẩn như thế. Tung bay luôn. Bay về đảo đi. Quá. Mấy ông nhảy à? Ui giời. Chị yêu đi tắm biển, chị yêu đi tắm biển, sướng nhỉ. kia, đảo bé kia. Cô ơi, cô mới lọc đi chén cô, chén cô đi nhà rồi làm, nhưng mà do phải họ cài đó. Hả ní? Này là con câu. Con câu. Ui, trong này cũng có nhà nghỉ, nhà nghỉ các thứ này. Tốt hơn. Nó quay vào chụp ra. À, tôi bịt khẩu trang, áo chống nắng. Không nhận ra ai luôn. Tôi giật chiếc xe. Đoạn số toàn số 2 à? Rồi chỗ này đẹp chưa này, nhìn bãi này, rồi chỗ này chụp xuống đẹp đấy, đây có cầu đây rồi, nhưng mà không được, cái này chụp buổi sáng được ạ, chứ giờ này ngược nắng lắm. Đây con cầu đây, bên chỗ khúc cong rồi đấy. Đây ở trên đây còn cột cờ nữa này. Có phải bỏ cái khẩu trang ra? Bỏ ra. Bỏ ra chứ. Đã chụp là phải bỏ ra chứ này con chụp là con. Chị nghĩ có phải bỏ không? Hello. Đầy cái lốt băm mà. Đấy đứng ở đây mà chụp ảnh. Anh ơi, nó còn chụp ở cái cua này nữa mà. Sao? Đang tự sướng ấy. Ảnh đấy thế như về không đăng Facebook mới là chuyện lạ. Không, em chụp cái kiểu gì em phải nhìn chúng nó chụp. Sao này cứ nhìn cái cột sắt cưới đi em ơi. Đây là hậu trường của những bức ảnh gì? Không biết là ngoài là bức ảnh gì nữa. Bà kéo hẳn cái mũ đằng sau xuống, kéo đằng sau xuống. Gen Z thì nó mới biết được cái món này thôi. Quay à? Đâu, bố bảo cái cổng đó mà cái cổng gì? Nhìn cho nó đẹp cực. Tuy cô đơn nhưng mà cách 5 mét là có. Ok chị ơi. Okay. Em đây hỏng rồi, mất núi rồi. Tôi đi giữa cái đấy xem nào. Đấy, tiếp tục nó đi mà. Nhưng mà mặt trời kìa, mất đi rồi. Nhưng mà hỏng rồi, mây thế kia thì gọt phân hết lên rồi. Có nghĩa là nó vướng mây này. Giá nó không có mây này thì mặt trời nó còn lâu nữa nó mới hạ. Ừ, thì con thấy phải đóng mây nè. Thì là nó xấu. Trời nó trong thì mặt trời hoàng hôn nó xuống tận dưới mặt biển thì nó còn được 15 phút nữa chẳng hạn. Ừ, bây giờ là sắp sửa đã tắt rồi. Ui giời ơi. Cô nào cô đấy là toàn những là quần áo trắng váy bỏ không đụng hàng nữa à. Trời ơi, quá là đông. Đấy, cái lỗ bên dưới này. Ngày xưa thì đứng ở đây, nhưng mà bây giờ người ta không cho đứng này. Đây, đấy, dàn người đấy. Đi xuống đây này đấy. Đây, cổng nó có phải ra đây còn nhìn thấy này. Đây này, đây. Đấy. Xuống cái xếp hàng đi, không rồi là... Ừ. Bà đâu? Chán quá đi ra kia đứng. Đứng thì xếp hàng là bao đi. Đây, cổng tàu vò. Người còn đông hơn cả tàu vò luôn. Tới cái đá, đứng lui nữa lên. Tới đi tới đi. Rồi, rồi đấy. Lên. Rồi được rồi. Anh ra em ơi. Ra đây chụp. Đâu? Bạn đi đâu bạn này? Đi cái chụp ông đi. Dạ. Đâu? Sao? Ok con nha. Ok con. Để mẹ nhắn cho bố anh chắc cũng phải sâu. À, nhưng mà tối muộn mai mẹ mới về. Ok cho con mấy kiểu dọc đi. Có sao? Cậu con đi đây đi về đấy. Ừ. Đi đâu ạ? Đấy phía bên kia là thành phố yên tĩnh. Yeah. Thành phố Ngàn Thu cạnh với này, cái chùa, à không phải cái chùa đâu mà cái cổng tòa vò 19 giờ tối. Rất nhiều bóng trắng trên nền đen. Dạ đúng rồi, mình ăn đồ tươi mình gọi đây cho em ạ. Gọi đây cho khách ăn. Duyệt vào chọn đồ đi. Cái đấy là cái nào chị? Này 200 ạ. Vô đồ của em. Có thương thì sao? Dạ thương 550 ạ. Đi ăn nửa cân rồi đúng không? Chứ làm gì bán hết. Anh ăn rồi anh thấy ngon lắm tôi ạ. Đây ăn nó nè, gọi là mèo nó có. Có một. Mình ăn đi. Hiện nay là mới chỉ có toàn món rau thôi, chưa có món gì cả. Đây mới có rau với ốc. Đấy, thôi đây đi ăn uống thì nó tiết kiệm rồi, chỗ này thì có người tính ra là 30.000 thôi. Hết. Không phải bia đâu nữa. Đừng quay con nha. Xin cảm ơn, vâng. Là món gì đây? Xoa gì đấy không biết. Xoa nước này. Giống như quần ngạo màu tím. Thôi tự ăn đi nha, bye bye. Tí. Thích ăn rau thì gắp cả cái đĩa ấy vào. Đúng cái này mới ngon thành cái đó. Ừ, gắp vào. Chưa này ngon hơn. Ủa, cái này ngon hơn đúng không? Thế sao bố bảo này còn cái này ngon hơn mà. Thằng đấy là hàng quán nước đảo. Chứ món lại đi đâu. Best seller. Có gì vậy là mỗi người. Còn hai món nữa thôi nhá. Đó là còn mực với này với cá. Tí bảo mực với cá nhớ bảo chụp quên em. Cá bò ra rác. Còn mực đó. Ừ, mấy chị vừa gọi tối giờ chị gọi thêm bên này làm. Đó, thịt rang cháy cạnh với cả cơm nhá. Sao ghế này cứ thổi bay hết này à? Ở đây đi. À. Mốc 10 này, cột mốc 10 là cái cột mốc gì? Thế có cột mốc từ 1 đến 10. À 10 ừ. Thế anh? Ừ. Mình được bắt đầu từ thổ chu. Thế à? Tính ra. Mình chưa được chụp với cột nào à? Ôi giời ơi, cái đấy chỉ có cái thằng Hùng đấy.